Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn bạn cách tạo tài khoản Affiliate với nền tảng kinh doanh online az.com. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên, các bạn hãy truy cập vào cái đường link là kinh doanh online az.com, đúng không ạ? Đây, các bạn truy cập vào cái đường link này. Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ đăng ký một cái tài khoản học tập ở trên kinh doanh online az.com bằng cách là click vào đăng ký hoặc click vào đây cũng được, đúng không ạ? Click vào đăng ký. Tiếp đến thì chúng ta nhập những cái thông tin vào. Đầu tiên thì là tên đăng nhập. Ở đây tên đăng nhập thì các bạn có thể là gọi email của các bạn hoặc là tên đăng nhập mà các bạn mong muốn. Ở đây thì tôi gõ là email luôn, đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể gõ cái tên đăng nhập như thế này. Lưu ý là nó là chữ thường và không có dấu, viết liền nhau, đúng không ạ? Ở đây thì tôi lấy email luôn. Tiếp đến, cái phần email các bạn điền vào. Thì tốt nhất là các bạn lên sử dụng email, là email các bạn thường xuyên sử dụng nhất, đúng không ạ? Rồi, tiếp đến chúng ta gõ số điện thoại vào. Rồi, chúng ta gõ mật khẩu. Mật khẩu tốt nhất là 8 ký tự trở lên, có vừa chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt, đúng không ạ? Để cho nó tăng thêm cái phần bảo mật. Rồi, tiếp tục các bạn click vào đăng ký. Rồi, tiếp đến thì tôi sẽ vào hộp thư email để xác minh cái địa chỉ email này là địa chỉ email của tôi. Rồi, chúng ta sẽ đăng nhập vào email. Rồi, gõ mật khẩu. Các bạn nên cài đặt xác minh hai bước nhé, để cho cái email của chúng ta bảo mật. Rồi tôi sẽ gõ cái mã xác minh vào. Rồi, nhấn tiếp theo. Rồi, chúng ta click vào cái email mà kinh doanh online AZ gửi đến cho chúng ta. Chúng ta click vào đây để xác minh. Ok, email đã được xác nhận rồi thì chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập, đúng không? Rồi, chúng ta đăng nhập vào tài khoản. Đăng nhập. Ok, tiếp theo để đăng ký tài khoản Affiliate, các bạn kéo xuống chân trang và các bạn click vào đây. Rồi các bạn click vào đăng ký ngay. Rồi, thì các bạn sẽ được nhận một cái thông báo như này: chương trình Affiliate sẽ được xét duyệt thủ công. Để kích hoạt tài khoản thì bạn hãy click vào cái Zalo này để được phỏng vấn. Nếu đáp ứng đủ yêu cầu thì bạn sẽ được kích hoạt tài khoản trong 24 giờ. Thì các bạn click vào đây. Rồi các bạn nhắn tin nói chuyện với admin, đúng không ạ? Rồi nhắn tin. Ok, như vậy là tôi đã chia sẻ xong cho bạn cái cách làm thế nào để có thể tạo một cái tài khoản Affiliate với lại nền tảng kinh doanh online az.com rồi. Và nếu như bạn đáp ứng đủ yêu cầu để làm Affiliate với kinh doanh online az.com thì bạn sẽ nhận được một cái email chấp thuận, đúng không ạ? Và bạn có thể bắt đầu làm Affiliate với lại nền tảng này. Bạn tạo link và chia sẻ cái link đấy đến với khách hàng. Và nếu như có người mua thì bạn sẽ nhận được hoa hồng.
Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.